Good morning quý vị. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 4 tháng 6 2017. Đây là lầu 9 của khách sạn Mondrian 17 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Nơi đoàn ăn sáng. Buffet quý vị. Đây là khu để rau, trái cây, xà lách trộn. Đây là món gia vị để làm trứng ốp la. Đây, bún bò Huế nấu theo kiểu nồi đồng, bây giờ nồi nhôm nè. Ok, ăn với rau, với ớt, sa tế. Đây là cháo trắng hột vịt muối, cháo trắng với đậu phộng nè. Ok, có súp bí nữa. Gì thấy. Đây đặc sản Huế có bánh bèo. Wow. Chế với nước mắm quý vị. Đó, đây là bánh ướt. Cơm cháy. Đây là các rau xào. Tổng hợp. Đây chả giò. Thịt lợn xông khói. Wow, xúc xích nữa nè. Bánh gato. Bánh dừa. Rồi đây bánh mì bơ mứt. Với lò nướng. Cô phục vụ à. Rồi mời quý vị đi một vòng xem cái view của thành phố Huế. Và hãy chọn ăn đầu tiên, đó là cháo trắng ấy. Buổi sáng ăn cháo ra nó nhẹ nhẹ người. Ok, bước ra ngoài ngắm toàn cảnh thành phố Huế gì. Buổi sáng Hải đã có cái đón bình minh rồi, bây giờ nắng nó lên 8 giờ nó gắt rồi nè. Thì thấy đài truyền hình có cái tháp anten đó. Đó, đây toàn cảnh của thành phố Huế. Và đây trụ cờ kỳ đại, thấy giữa màn hình cái chấm đỏ đỏ đó là trung tâm của cố đô Huế. Nhưng hồi nữa đoàn sẽ vào đó tham quan buổi sáng nay. Ở đây thấy dòng sông Hương nè. Đó, ăn sáng ở đây ngồi, cái view rất là đẹp, ngắm toàn cảnh của Huế thu vào tầm mắt cái gì. Và bao nhiêu Huế mộng, Huế mơ, Huế thương, Huế nhớ cái gì. Cái máy hiên ban công nè. Đó. Và thấy rõ cái dãy Trường Sơn nằm phía tây Thừa Thiên Huế đó. Núi đồi chập trùng cái gì ha. Trên đó có A Sầu, A Lưới, có đồi thịt băm, có những cái căn cứ thời chiến tranh cái gì. Và dòng sông Hương im lìm trôi lững lờ. Xa kia thấy cầu Giả Viên, cầu Trường Tiền, cầu Phú Sơn cái gì. Và như vòng tuần hoàn mấy bữa nay Hải comment liên tục nhắc, đó là quý vị nhìn về hướng hạ nguồn sông Hương nè, về bên phải hướng đông mặt trời mọc đó, là nơi cửa biển Thượng An. Nước mưa chảy về biển bị mặt trời soi sáng, nước biển bốc hơi vậy, và tạo thành mây trên trời. Mây bay về dướng núi Trường Sơn quý vị thấy đó, rồi lại rơi xuống theo sông suối về lại với dòng sông Hương ngay chỗ ngã ba Bằng Lãng á, là Tả Trạch và Hữu Trạch, để tạo ra dòng Hương Giang thơ mộng. Rồi lại chảy qua kinh thành Huế, nơi đặt ngai vàng cai trị của triều đình phong kiến, 9 đời chúa, 13 đời vua nhà Nguyễn quý vị. Lập nên Sơn Hà Gấm Phốc và đất nước hình chữ S. Công của vua nhà Nguyễn rất lớn quý vị. Và dòng sông Hương được vua chúa Nguyễn ngày xưa xây chùa Thiên Mụ, nơi đặt tượng Phật
để thờ. Như vậy triều đình Huế phía trước màn hình quý vị là nơi Dương Quyền, nơi đặt ngai vàng cai trị đất nước. Còn chùa Thiên Mụ là nơi tôn kính đặt tượng Phật để cai trị thần quyền. Hai điều đó phối hợp đưa nhà Nguyễn đến sự phồn thịnh quý vị, và để lại cho con cháu đời sau một giang sơn gấm vóc. Đó, vài dòng ngồi trên lầu chính của khách sạn Monian, ngắm toàn cảnh thung lũng sông Hương, thành phố Huế, trung tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế, gần 500 năm lịch sử quý vị. Trước đó đây là vùng của Chăm Ba. Rồi nơi đây cũng là nơi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mối tình đầu với Giao Ánh, với những lá thư tình, và ông đã gửi nỗi niềm yêu đơn phương một thời trắc trở đó qua bài Diệm Xưa. Và tại thành phố Huế này, bên cái căn gác nhỏ gần cầu Phú Cam quý vị, nhà thờ Phú Cam đó, vẫn còn lưu giữ không gian kỷ niệm đó của Trịnh Công Sơn. Và bài hát đó đã đưa tên tuổi ông đi vào lòng người hâm mộ nền âm nhạc thời phản chiến, thời Sài Gòn loạn lạc chiến tranh, và những cái bài nhạc tình mang tính chất thiền, giúp cho người nghe siêu thoát, hiểu được vòng tuần hoàn luân hồi của tạo hóa, để những đêm khuya buồn trước khi ngủ nghe một vài bài ngoài Diễm Xưa, ví dụ như Một Cõi Đi Về hay Cát Bụi hay Mưa Hồng hay Quỳnh Hương, vân vân. Những bài đó nó giúp cho chúng ta nhớ cả cái Sài Gòn thời chiến tranh, thời gian khó và những mối tình gian dở. Đó, những điều đó nó làm cho Huế thêm sâu đậm quý vị. Huế mộng, Huế mơ, Huế hiền hòa thiên nhiên, Huế đầy thơ văn, Huế đầy những phong tục, tập quán, những áo dài tím, nữ sinh Đồng Khánh, những món ăn Huế ngon. Những điều đó bên ly cà phê nóng, bên bạn tri kỷ, thì chuyến du lịch sẽ rất ý nghĩa quý vị. Thời khắc rồi cũng trôi qua, cuộc sống bôn ba vất vả, cuối cùng động lại hai từ hạnh phúc, happy quý vị ha. Đôi dòng tâm sự cùng với quý vị sáng ngày 4 tháng 6 2017. Quý vị cùng chia sẻ với Hải Công Minh nha. Không có muốn bấm dừng máy gì, tại vì cảm xúc giống như nó dâng trào á. Nhưng thôi, đó đôi dòng. Và chút nữa sẽ vào cái kỳ đài Đại Nội Huế để dẫn đoàn vào đó tham quan. Câu chuyện lịch sử 9 đời Chúa, 13 đời vua đang chờ phía trước. Và trưa nay ăn cơm trưa ở Huế, sau đó sẽ rời tạm biệt Huế về với thành phố Đà Nẵng, thành phố biển, và về tới phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới. Hẹn gặp lại quý vị nha. Thank you. See you.